quay trở lại với Nami TV và mình là Na Trống Trống. Mời các bạn điền vào chỗ trống. Mình xin giới thiệu với các bạn một hình ảnh hoàn toàn mới trên channel của mình, và mình sẽ nhờ các bạn đặt tên cho cô gái ấy. Đó chính là cô gái mặc nguyên bộ đồ sừng xám màu vàng như thế này đây. Thật ra là cái bộ đồ này là mình mới vừa hả xu được của chị Mel. Mấy bạn phải biết là chị Mel là cái gì cũng có, và tôi thấy được cái bộ đồ này nó quá là hài. Mình rất muốn lấy nó để quay video clip, và hôm nay mình đã làm cái chuyện đấy. Theo như mình được biết thì các bạn rất là thích cái việc đặt tên. Tôi thấy các bạn đặt tên tôi hoài à. Suốt ngày các bạn lên kêu Nanin, Nangu, Nabi hay là Naniko. Nói chung là từ khi tôi vô Gaming House tôi quá trời là biệt danh. Và lần này tôi sẽ cho các bạn sáng tạo. Mình sẽ nhờ các bạn đặt tên cho cô bé chuyên mặc cái bộ đồ này. Cái này được gọi là một hình ảnh khác trên Nabi TV. Và các bạn có biết công dụng của cô gái này là gì không? Công dụng của cô gái này là chuyên đi thả thính. Video clip này mình sẽ đi ra ngoài kia. Các bạn có biết kiss cam là gì không? Là hung đấy. Mình sẽ đem cái đôi môi chúm chím này của mình, mình sẽ đi hung những người ở ngoài kia. Đây là tập đầu tiên của cô bé Na chấm chấm chấm. Chấm 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 là mình sẽ muốn nhờ các bạn điền vào chỗ trống đấy. Nếu như bạn nào mà có một cái biệt danh nào đó hay dành cho cô gái mặc bộ đồ sườn xám này thì mình sẽ sử dụng cái tên đấy. Và bây giờ các bạn hãy cùng nhau sáng tạo để mà đặt tên cho cô gái này nhé. Na chấm chấm chấm. Nhớ là phải có chữ Na ngoài phía trước nhé. Mình sẽ theo quyết định của các bạn. Còn bây giờ thì mình sẽ đi thả thính những người ngoài kia đây. Cô bé này mới lên cam lần đầu có hơi ngại, cho nên là bây giờ chúng ta hãy cùng nhau vô cái chính. Xin chào, mình là Na chấm chấm chấm. Ha. Ok, anh em đã sẵn sàng chưa? Bây giờ tụi mình đi ra ngoài kia và tìm nhân vật đầu tiên. Ai sẽ được Nabi kiss đầu tiên nhá? À nhầm, ai sẽ được Na chấm 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 kiss đầu tiên nhá? Đấy, nhìn nó quyến rũ chưa? Cái nhà vệ sinh. Trời ơi, mất thẩm mỹ quá. Bây giờ mình sẽ đi ra, mình sẽ tiếp cận người đầu tiên, nhân vật đầu tiên của chúng ta. Chị cả. Trời ơi, con đi quốc dân. Ghiền quá. Chị ghiền quá. Em có môi xí mũi nữa chứ mày. Lại hồn. Em mà nhìn con Nabi là em xỉu luôn. Chị cá hôm nay thấy em đẹp không? Và cô gái này chưa có tên là chị cá. Chỉ cần chị cá kêu là Na chấm 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 là được rồi. Na chấm chấm chấm. Em đang nhờ các bạn fan điền vô chỗ trống của chị cá. Na ship. Không, Na chấm chấm chấm. Ship cái gì mà ship? Đúng không? Nó mặc nguyên một bộ màu vàng. Cái gì vậy? Mới về bây giờ tiếp đây. Cái gì à? Chị cá, hôm nay em có một chuyện muốn nói với chị cá. À. Chị cá xin vô đây xem. Em có một chuyện muốn nói với chị cá. Cái xe này bị gì vậy? Cái đéo gì vậy? Em đang làm kiss cam với chị cá. Cái đéo gì vậy? Có cảm thấy sung sướng khi được em hôn không? Chị cá. Có cảm thấy sung sướng khi được em hôn không? Thiên thần đang bị hiếp dâm. Thiên thần đang bị hiếp dâm. Anh ta. Người này không được rồi. Đầu mé đi hôn người ta xong cuối cùng mình bị hiếp dâm rồi. Sẽ đi kiếm người khác. Bé. Bé. Tại sao chị lại đổi bé ngay mà luôn? Tại sao chị lại đổi một thiên thần như em thế vậy? Sao chị lại đổi một thiên thần như em ấy nhở? Em phải nói cho sếp nghe một trong mà nhà này ngày mà luôn. Trong nhà này không phải ngày mà luôn. Muốn có một thiên thần như tao không thích nói chuyện với con điên quốc anh tin trời, đâu phải muốn có một thiên thần như em ra đâu. Sếp à, sếp tóc cho tao ra đi sếp. Tại sao sếp lại tránh né nụ hôn của em vậy? Tại sao vậy? Tại sao con này lại tránh né nụ hôn của tôi vậy? Sếp không muốn nói gì với khuôn mặt của em. Khuôn mặt của em sao? Không xin à. Em phải nói cho sếp nghe, đây là một hình ảnh xinh nhất trong tất cả những hình ảnh của Nabi TV rồi. Đó bắt em.
chơi với Sid nữa. Thiệt luôn á, một con người tránh né một người đẹp như tôi. Mày có đang live stream không? Oh my god. Không. Oh my god. À không đang live stream à? Ok. Chupi à. Giờ Chupi ơi. Em có biết là em đang đối diện với một thiên thần không? Má, cái lại phải nó chết đủ rồi. Em có biết là em đang đối diện với một thiên thần không ạ? Chupi. Chupi. Em không ạ. À. Em có biết bố em có một thiên thần à? Em có biết thần nào đây không? Anh chị ơi, sao mà cảm thấy xuống lấy đồ của em rồi? Em phải như thế nào đây với thiên thần? Ok, thay em ra đi chị. Em có yêu chị không? Không. Đâu không? Mày phải biết trả lời một cách nào đấy gọi là gì? Cho thả thính hơn cho. Không. Em có biết là em có muốn được một thiên thần như chị thả thính là em phải cứu qua năm mà giải cứu thế giới cái kiểu. Anh chú ý kiểu quen không? Không. Bạn nhau. Sao hôm nay em lại như thế nhỉ? Chỉ có một chuyện. Chuyện gì đấy? Mà không lắng nghe mà. Từ đây bắt đầu đó. Còn Duyên ở đâu? Tại sao mày lại tán tao? Tại sao mày lại đánh tao? Ai chịu hôn em? Hả mày? Hôn em? Kiss cam. You know kiss cam. Đây là người yêu em hôn người ta chịu hôn em. Mày thế rồi, tao chỉ có người yêu cho mày hôn. Hả mày? Được, đi hôn người ta. Anh đánh người ta. Mày làm gì vậy hả? Tao xin mày. Chị Vinh có thấy em đẹp không? Nhìn cái bờ môi của mày, tao muốn đắp vô cái mặt của mày rồi. Chị Vinh. Chị ở đây có một chuyện muốn nói. Hồi nãy giờ tao chưa nhìn thẳng mặt mày. Má. Nhìn vô, đẹp không? Đôi môi chấm chim. Con chim chấm chim. Chị Vinh, em có một chuyện muốn nói chị Vinh nghe. Hồi nãy chị Vinh nhớ chị Vinh nói gì không? Nhìn mà em muốn bán hả? Dám đắc tội với thiên thần hả? Mày có công thiên lôi thì có chứ thiên thần không, gì? Chị mày đi vô gác. Look at me. Mày né tao ra đi. Đi, chị Vinh. Mày né tao ra. Ai. Cái này được gọi là slap cam. Hiểu không? Bất kỳ bất kỳ slap cam đúng vậy. Slap cam được gọi là tát cam đó. Mấy người kia là mình kiss cam nhưng mà người này thì mày mình tát ra. Các bạn có biết ở đây là phòng của ai không? Mình sẽ cho các bạn thấy được sự nhận biết trong căn phòng này nhé. Đó chính là con bướm. Và chứng tỏ Osusu là fan hâm mộ của tôi. Tên của tôi là nhà người là con bướm. Các bạn thấy không? Bà treo con bướm trong phòng bà nè. Chứng tỏ bà là fan hâm mộ của tôi. Cho nên chắc là cái việc thả thính này nó sẽ thành công. Osusu. Osusu thấy em đẹp Osusu. Mày làm cái trò vậy năng không? Em đi thả thính người ta. Chị bắt thấy em đẹp không? Sao giờ? Sao ai giờ em cũng mắc cười giờ? Em không đẹp hả chị Bắc? Đẹp không? Sườn xám người ta xẻ trên đùi mà sao mày xẻ trên đầu gối vậy Nang U? Hả? Sườn xám sao mày xẻ đầu gối vậy? Không, tại vì em lùn quá. Cái bộ nào bộ nhưng mà nó không xuống tới dưới là được rồi. Đấy không, nó vừa cho em. Còn cái môi gì đây? Môi này là môi chấm chín. Môi trái tim. Môi này là môi trái tim, môi chấm chín. Mày định cosplay gây xa nhật bản à? Môi của chuẩn thiên thần chị Bắc. Cháu thấy em đẹp không chị Bắc? Bây giờ em có một chuyện muốn nói chị Bắp nghe. Bắp, đừng cười nữa, coi làm gì cười hoài vậy bà nội. Đừng cười nữa, không đứng được nè, để kéo lên đứng coi. Không có đứng được. Má nhìn cái đừng mặt cười mất. Nữa. Ok, có gì? Em có một chuyện muốn nói chị Bắp. Lại đi. Nhắm rồi, nhắm sẵn. Sao không dòm? Nhưng mà thôi, nhắm mắt đi, nhắm đi. Đừng trợn lên, bà trợn lên tôi ám ảnh lắm. Đừng trợn lên. Em có một chuyện muốn nói chị Bắp nghe. Đừng cười nữa. Mất dạy thủy thủ mất trăng à, mày cosplay thủy thủ mất trăng hả? Anh Tại sao có những con người lại ác độc đến như vậy? Sid, em làm cái gì nên tội?
Và trong nhà hiện tại đang có hai người thác nạn, chị Umi và anh Kero. Hai người đấy được lắm, thiệt. Dám biết là hôm nay mình quay video clip này cho nên né tôi phải không? Tôi ghim thù hận nhưng mà chắc chắn tôi sẽ không bỏ qua. Lần sau tôi sẽ đem con bé Na chấm 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 này lên xã thính tiếp. Na gì? Na chấm chấm chấm. Ủa tại sao Na chấm chấm chấm? Để fan điền vô chỗ trống. Xin biết không? Em sẽ nhờ fan đặt tên cho em. Chứ tự nhiên em kêu ở nhà đặt tên giùm em. Người thì kêu Na cục cức, người thì kêu Na xịt. Na Hoàng Kim. Thôi Na Hoàng Kim sớm luôn xịt. Tôi thì em sớm mà. Mặc vì bộ đồ đó, cái mỏ nó thì sớm là đúng rồi. Mình sẽ ghim hận ngày hôm nay. Tất cả mọi người không ai biết yêu thương cái đẹp hết. Không một ai biết yêu thương cái đẹp, kể cả xịt. Em có nhận thức được cái đẹp không? Thôi chúng chiếm là cái đẹp đó chị. Không. Cảm ơn các bạn đã xem hết video clip này. Nhớ like và subscribe để ủng hộ cho mình nhé. Hôm nay mình đã bị đánh mới ngày đầu tiên. Cho con bé Na chấm chấm này lên sóng mà bị quánh quá trời hả? Ủa vậy con đang ngu đâu? Nó đi chơi rồi. Hôm nay em cho nó nghỉ phép. Bye bye và hẹn gặp lại các bạn ở video sau.